Rằm tháng 5 âm lịch, hai con giáp này đỏ như son, trung số độc đắc, tài lộc đầy nhà. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh. Con người thường hướng đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy rằng trong năm Tân Sửu 2021 này, có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu không hết vào đúng thời điểm rằm tháng 5 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào, có những vận may nào đến với các con giáp này trong thời điểm rằm tháng 5 âm lịch sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt link theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên trong thời điểm rằm tháng 5 âm lịch. Đây là thời điểm khá suôn sẻ đối với mệnh chủ, còn là điều kiện tốt để mệnh chủ tuổi Mão thể hiện lợi thế của mình trong công việc, nên sự nghiệp dễ tăng tiến. Cụ thể trên các phương diện như sau. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy, sự nghiệp của tuổi Mão thời điểm này, ngày 15 âm lịch của tháng rất đáng để mong đợi khi có nhiều mệnh chủ tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bản mệnh dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ. Có thể nói tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo nên nhiều người có cơ hội tăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Cuộc sống của bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ. Công việc của tuổi Mão cũng nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Do đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Bên cạnh đó, kiếp tài xuất hiện sẽ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn, tức ở với hạnh phúc và thành công của bản mệnh. Do đó, thời gian này, bản mệnh nên giữ mồm, giữ miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà mình có. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá lo lắng, hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới. Dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bản mệnh, vì năng lực của bản mệnh đã được khẳng định trong một thời gian dài. Đặc biệt trong rằm tháng 5 âm lịch, có một số mệnh chủ cũng có thể nhận được một cơ hội việc làm mới để bản mệnh có cơ hội phát huy được năng lực của mình hoặc lời đề nghị thăng chức. Ban đầu, bản mệnh sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần, bản mệnh có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Chính vì vậy, để mọi việc phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân,
từ đó giúp mẹ chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Phẩm còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài vận. Tử vi tháng 5 của tuổi Mão nhận thấy từ ngày 15 của tháng, tình hình tài chính khá rực rỡ. Dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bản mệnh. Thậm chí có nhiều mệnh chủ có được của ăn, của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho bản mệnh có tương lai tốt hơn. Bên cạnh đó, nhiều mệnh chủ tuổi Mão nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì, ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp. Lục bạch bay về phương Bắc còn cho thấy những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Tuy nhiên, trong tử vi có tương phá, tức là có điểm phá tài, khuyên bản mệnh không nên chủ quan tới các giao dịch liên quan tới tiền nong. Nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được khai thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi cho thấy vận trình tình cảm của tuổi Mão trong từ ngày rằm trở đi có nhiều thay đổi tích cực, vì bản mệnh rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời cũng như những người thân của người ấy. Thậm chí bản mệnh còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Những mệnh chủ độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn, như ý để có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình. Bản mệnh phải chấp nhận một thực tế rằng bản mệnh không thể tìm ngay được người vừa ý, do đó phải loại bỏ rất nhiều đối tượng tiềm năng. Nhất là những ai có thái độ thô lỗ, thiếu tôn trọng thì hãy loại bỏ sớm bằng thái độ vừa từ tốn, vừa dứt khoát để đừng làm lãng phí thời gian của hai người thêm nữa. Còn với nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện khiến hai người lại gần với nhau hơn, thậm chí có thể đi đến các quyết định quan trọng của mối quan hệ. Chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp may mắn thứ hai trong thời điểm rằm tháng 5 âm lịch sắp tới. Cũng giống với tuổi Mão, mệnh chủ được tạo điều kiện thuận lợi để mọi việc trở nên thuận lợi nhất. Chỉ cần mệnh chủ dồn sức phát huy khả năng để hoàn thành mục tiêu thì vận trình vô cùng hanh thông và tốt đẹp, cụ thể trên các phương diện. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Thời điểm rằm tháng 5 âm lịch, Thái Dương Cát Tinh ghé thăm phù trợ cho công việc của mệnh chủ tuổi Tỵ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu các mệnh chủ biết chấp lấy cơ hội tốt này thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của tuổi Tỵ khi mệnh chủ luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình. Bản mệnh nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bản mệnh trở nên đầy hứng khởi. Có thể thấy, niềm vui của tuổi Tỵ trong thời điểm này còn đến từ việc sự nghiệp có những thành công giúp bản mệnh được ghi nhận và trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, có những mệnh chủ thực sự tài năng khi có thử thách lại là lúc họ thể hiện khả năng duy trì vị trí đứng đầu khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc. Đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho bản mệnh những lời khen ngợi
khiến bản mệnh cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, phần lớn thời gian sự chú ý của bản mệnh có thể bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân. Bản mệnh cần giữ thái độ giao tiếp tích cực, hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Đặc biệt, thời gian cát khuyên tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bản mệnh xua đuổi được những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tình hình tài chính của tuổi Tỵ lúc này khá an ổn, không có điều gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc hơn thì bản mệnh phải làm khác đi. Bản mệnh sẽ chẳng có được kết quả mới với cách làm cũ. Về mặt chi phí và lợi nhuận trong thời gian này, bản mệnh có thể nhận được những kết quả khác nhau tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan của chính bản mệnh. Chính vì thế, bản mệnh mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, thái độ thờ ơ với những cơ hội đầu tư của mọi người đang nói đến không hẳn là điều tốt. Có thể vì bản mệnh muốn an toàn, sợ bị lừa nên cố gắng tránh xa. Nhưng đây là thái độ đúng ở nơi đó, là bản mệnh cũng nên tìm hiểu, hãy dành thời gian để khai thác thông tin về chúng. Vì đó là cách để bản mệnh gia tăng lượng kiến thức về tài chính cho mình. Ngược lại, với những ai bao lâu nay liều lĩnh đầu tư thì nên chậm lại tiến trình của mình. Bản mệnh cần phải hiểu mình đang làm gì trước khi bỏ tiền, vì thực ra việc đầu tư chưa bao giờ là việc dễ dàng. Đặc biệt, để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, tà ma, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó có thể tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho mệnh chủ tuổi Tỵ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, mệnh chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi, chuyện tình cảm của tuổi Tỵ và một nửa của mình cũng chỉ ở mức trung bình khi hai người bắt đầu tạo ra khoảng cách trong giao tiếp vì cuộc sống quá bận rộn. Bản mệnh đừng quên làm mới tình cảm bằng những cử chỉ yêu thương hay những buổi hẹn hò riêng tư. Đừng vì mải mê với công việc mà bỏ bê thiếu sự quan tâm tới người ấy. Tốt nhất là nên thực hiện những lời hứa của mình để tránh thái độ thất vọng của nửa kia. Những mệnh chủ độc thân cũng đang rất kiên nhẫn trong việc tìm kiếm một nửa của mình. Dù chưa có dấu hiệu khả quan, nhưng bản mệnh lại khá lạc quan và luôn tin tưởng rằng có ngày sẽ gặp được người phù hợp với mình. Ngoài ra, mối quan hệ của bản mệnh với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên bản mệnh trong những thời điểm căng thẳng và khó khăn. Nhờ đó, những lo lắng của tuổi Tỵ sẽ giảm đi phần nào. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đang quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.